Hello mọi người ơi, hiện tại thì Hùng đang ở đối diện cà phê Thức nè mấy bạn ơi. Mình đây, chị này mua me hết rồi chú ơi. À quên, mọi người ơi, đây nè mọi người ơi, nay nay chú bán hết rồi. Đây là 1 triệu. Trời ơi, khó ghê. Có một mình à. Đây 1.500. Khổ ghê. Đây là 1.680.000. Là tiền mình đã đổi từ 100 đô Úc của một anh xin giấu tên là ở Sydney, xin cho chú tặng me nha mọi người. Mình thì không có giỏi về sao kê nên mình sẽ live stream trực tuyến luôn, đưa tiền tận tay cho chú nha. Đây, đây là chú. Hôm nay chú bán hết rồi, chú về sớm lắm. Dạ. Chú ơi, có một bạn, có một cái anh á, ở bên Úc á, anh á, ở Sydney á, nhờ con cho chú là 100 đô Úc nha. Và bây giờ con đưa thẳng tiền cho chú nha. Đây, chú đếm, chú coi lại giùm con. Đây là 1.680.000. Đó. Đây, hôm nay chú về rất là sớm. Chân chú đỡ chưa chú? Còn sưng không? Trời ơi. Trời ơi, sưng dữ quá. Không ngộ lắm, không có tiền mua xe đồ đi. Người ta đang chụp mình lên Facebook ông, mấy cô ủng hộ giùm cho. Chú ở đây không có ai hả chú? Không có người thân gì hết hả chú? Dạ, có mấy ông kia ông mua cái tấm bạc với ông cho 500.000. Dạ. Ủa vậy bây giờ chú ở ở như vậy luôn hả? Không có ở nhà trọ vậy hả? Trời, này không ngủ đỡ. Chú có ở nhà trọ gì không? Không có tiền nữa, muốn nhà trọ lấy gì ở. Bữa đói bữa no, chú khổ lắm con ơi. Hiện tại thì bạn của con á, định sẽ hỗ trợ cho chú về là ở nhà trọ. Nhưng mà cái này con sẽ hỏi lại bạn con đã nha. Tại vì bây giờ con cũng chưa biết chi phí một tháng là bao nhiêu. Chú hôm nay chú ăn cơm chưa? Trời ơi, xung quanh đây có bán gì không? Mà chú ơi, cho con hỏi là hôm nay chú bán me bán nhiều không? Bán được có mười mấy bó. Mười mấy bó như vậy? Vậy hả? Không bị cái giòn leo hết đó. Leo không nổi nè mọi người ơi, xung quanh đây là cây me không nè. Xung quanh cái hàng đồ này là cây me, là chú leo lên mấy cây này không nè mấy mọi người. Mình là không có leo được như vậy đâu, chú leo rất là giỏi luôn á. Tại vì con ngồi ở đây nè, con ngồi ở đây cà phê bạn bè con cũng hay cho chú tiền mà. Con không cho thì con cũng nhờ bạn bè con đưa giùm mà. Dạ, bởi con thấy chú hoài à. Vậy con nhớ đăng lên Facebook giúp đỡ cho ông, không có chiếc xe ông đi. Dạ, bây giờ chú muốn mua xe lăn á hả? Chiếc xe ông ta để chạy đi vòng vòng chú ái me. Dạ. Nhưng mà me mùa này mùa này nó chỉ được nhiêu đây thôi chứ đó. Mọi khi có nhiều không chú? Nhiều khi ông hái ngày nào cũng có me để bán chứ. Ông không bán dạ. Lấy tiền đâu, ông mua cơm, mua nước, đồ, ông chích thuốc, ông bị tim. Trời ơi, chú khổ quá. Dạ. Khổ lắm con ơi. Thôi hôm nay chú về sớm đi. Chú ăn hết rồi, với lại nghỉ ngơi sớm đi chú. Giúp đỡ cho ông chạy lấy dài bật thứ con. Dạ dạ. Giúp cho ông. Dạ. Dài bật cho con được có tiền của bạn giúp cho ông. Dạ dạ dạ. Dạ. Ông cầm tiền này không biết ông để dành dụm không? Chú để dành dụm đi, tiền này của chú ở canh kia cho chú đó. Dạ. Con nhớ ủng hộ cho ông đi. Dạ. Quay phim, con quay lên rồi mốt để nào biết ông để cho ông rồi. Có cho ông đắt không? Dạ dạ. 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 Ông chạy qua bên kia, bây giờ bên kia nó làm siêu thị hải sản rồi. Bây giờ ông chạy qua bến xe buýt làm một buổi quá buổi.
con sẽ hỏi lại bạn con về cái chuyện mà hỗ trợ chú tiền nhà trọ nha. Dạ, dạ, cảm ơn con nhiều. Dạ. Thôi chú nghỉ ngơi sớm đi, dạ. Để có gì mai con quay lại nha. Dạ. Dạ. Có gì con quay lại nha con. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ, dạ. 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 Thôi chú nghỉ ngơi sớm đi chú. Dạ, dạ. Hùng vừa mới đưa 100 đô tiền Úc đó, là tiền đã quy đổi ra rồi. Chú nhìn chú thấy tội quá trời luôn, chân chú sưng mù mù luôn. Hôm nay chú về sớm, chú bán được hết me luôn. Hồi nãy lúc mà mình ra thì có một cái chị đi với một anh người Tây á, chị đã mua hết 4 bịch me của chú rồi. Với lại hình như chị vừa cho 500 ngàn cho chú nữa. À cái anh gì giấu tên ơi, em đã đưa tiền rồi anh. Có gì là nếu mà anh muốn hỗ trợ chú về phòng trọ á, thì có gì liên hệ em nha. Tại vì chú nằm ở đây, cái miếng bạc bán hàng của chú cũng là người ta cho, mà chú cũng là cái miếng, cái giường của chú nằm ở đây buổi tối như vậy nè. Nè. Đó, chỗ nằm của chú buổi tối là ở ngay góc, ngay cái chỗ bán luôn nè. Nha. Nhìn chú thấy tội quá, không có gia đình, không có người thân gì hết trơn luôn. Thôi em tắt nha.